Trời ơi, đi vô vườn gì đâu mà lẳng quẳng lằng quằng lăng quăng lắng quá. Vô không biết đường đi ra hả chị? Ừ. Hôm qua đi bộ về chứ. Trời, ngồi đó nghe rất là thật cái rồi. Thôi đừng. Vậy hả? Đừng. Thôi vậy đem đi ra. Không chịu trách nhiệm nha. Đừng. Mấy người ở trên cao với cái người ở dưới đất là không chịu trách nhiệm mà. Là ai vô tội? em trên đây vô tội. Ta chắc bạn nó gồm. Trời ơi, cái nhánh của ông Nhân kìa. Phải nói là ghiền luôn trời. Nghe mà đó làm chuyện em ơi. Nói nghe nào bà Thu. Bà có xem mà ba trái này thì mà ông Nhân cũng kéo lên luôn kìa. Nhân thân nó ra kìa. Phải buộc dây cơ. Có nhiêu đây là làm xong nữa rồi đừng ăn cho bị đòn. Đây làm xong đó, vợ nó nuôi cơm sao? Nó đuổi. Nó có biết nói chuyện ở đâu, chị phải ra nó giấu. Nó răng nó đi về rồi, còn đi vô bữa đi. Thôi ông Nhân này, ông nói dâm vợ ông vậy đó, mà về bà xử không đây. Vậy trên nhất răng sao nó nói chuyện? Ủa là em vợ thật à? Ủa? Em dạ, vợ em. Giống nó chỉ thiệt nhưng mà còn non hơn chị. Thôi đi vô bắt hàng nè. Nó đi về rồi, nó chở bà cháu đi về mua thuốc uống rồi. Bởi vì tôi mới nói là ủa sao mà hôm qua mình nói chuyện chỉ như vợ bình thường mà ta. Hai đứa nói trọng á. Thôi vợ nhân tình, chị nói chuyện cái thôi mặn đúng không? Chị nói chuyện mà nó không cần nói gì nữa. Ừ, bởi vì tôi mới nói nãy là tôi nói, ủa sao? Bữa xuống giữa chị nói chuyện bình thường mà ta im lắm rồi, sao nay bên ngu trời? Chị, đây, hôm nay hỏi không có lời. Ủa sao nay bên ngu trời? Đi, vô chẳng phải bắt hàng. Mà chị mà vô. Ai nè, ai vô bắt hàng, chị Phượng. Nghe em này nữa nè, vô bắt hàng phải không? Vô đây tôi quản lý cho bắt hàng luôn rồi. Đi, đứng đây. Đi lấy rồi. Vô bắt trước làm dưỡng thôi. Không? Mà hồi tao đang đi du lịch mà biểu người ta đi bắt hàng là sao trời? Làm xong hàng cái gì tôi dẫn lên đây cái giường mặt. Lên này đi gặp tiếp hơn rồi đi. Ông anh bạn gì cũ của em á. Em với ổng nói chung là lúc đó là anh em khó khăn. Ổng mướn mấy dường gì một năm mấy rồi chị hiểu không? Đúng phải là mới đây. Rồi là em với ổng mới làm. Nhưng mà ổng không có biết đá ông gì hết. Tại vì anh em không tin tưởng. Hồi đó là ổng chưa có vợ. Rồi sau khi mới cứ cái bà mụ chị dâu em về nè, rồi nói làng ngàn nên em không thích, em không làm, tánh em là như vậy đó. Nghĩa là nói tới nói lui. Rồi em nói thì coi như là những cái gì mà em biết á, em chia sẻ, em chỉ cho anh em làm là thật chắc là nói trong đoạn không tính toán. Nhưng mà nói về buôn bán, chị nếu mà chị nghĩ vậy thì chị cứ tự đi buôn, chị đi bán, chị làm. Em không bận tâm tới cái chuyện đó. Còn chuyện em chỉ anh em làm là chuyện bình thường. Còn chị là người dân, không có gì để đáng nói hết á. Đó là cái vườn này là em chung với anh Trang. Đi đường vườn đi. Nè. Không nữa luôn, gần cân luôn, đừng đi đâu đi. Còn mà. Lửa cho hết mà. Ừ. Cân lần tấn nữa. Đó, đây về nè. Đi bây giờ. Chút kiều cắn giá cái cân tôi trả cho bả luôn. Đi đường vườn nè, chị kế bên em.